Xin chào các bạn. Đây các bạn ơi. Cheese. Trên là ăn cheese nè. Ok, để mami cho cô chú coi cái này đã. Này là mỡ hành với lại đậu phộng các bạn. Chia này sẽ ngồi ăn với mẹ vì and I have cheese. Bên này là ớt nè. Dạ. Ớt. Ớt. Đây. Cái spicy. Hello, xin chào các bạn. Dạ cô chú. Đây Chia nào, bữa nay sẽ ngồi ăn với mẹ vì nhưng mà ăn cái này các bạn, phải Chia nào không thích ăn này phải không? Nè, con biết mỡ không? Dạ cô chú chứ. Dạ, cô chú. Rồi, bữa nay Chia nào không có đi học các bạn ơi. Tại sao không đi học nha? Nói cô chú được không? Because I want to wear skirt. Sáng sớm các bạn không chịu thay đồ, đòi bận đầm. Đòi bận đầm nên thành ra Marie cho nó ở nhà luôn. Cho hai đứa kia đi học. Đây, ở đây có ớt nhỏ nhỏ đây. Chia nào thử miếng không? I want to make a people with this cheese. Cho các bạn cắn miếng rồi. Ok, ăn đi. I want to make a people. Giờ nó muốn làm người bằng cái cheese. Ok, con chỉ cô chú làm như thế. Look. People. That's how you make a people. Thêm miếng ớt nữa các bạn. Nó hơi chói nhỉ. Để mình sắp xếp lại nhé. Mình sẽ lấy bỏ cái thớt này ra đi. Ok. Đây các bạn. Ok. Look. Strawberry. Cho nó uống strawberry. Nó đòi mua các bạn. Mua xong rồi một hồi mới mua cho nó xong rồi nó kêu mami con muốn mua cho Tammy. Xong rồi lấy cho Tammy. Ok, xong rồi mami con muốn mua cho chị Di. Thấy không? Đây. Trời ơi, chảy nước miếng các bạn ơi. Mình để cái này chút xíu thôi tại vì cái mỡ hành đó các bạn. Mỡ hành mới làm là mới để muối rồi. I buy one for chị Di. Wow. What? Nhiều nước quá. We got the baby ones. Chưa nào ăn đấy. Wow. I got spicy. It's a all one to one spicy. Gạo quá. Ngon quá bạn ơi, có đậu phộng nữa. Yummy.
No, thank you. I'm okay. I want to eat this. Okay. No? But I don't like to eat a green tea. Okay. Không đủ chua các bạn ơi, giống như đi lấy thêm chanh. Bóp thêm miếng chanh nữa. À, cái này có vị chua chua. Yummy and my chanh. Cô sẽ nào chơi với cô chú kìa. Em mới sẽ bóp thêm miếng chanh cho nó chua chua. Trời ơi, chanh là nhiều nước quá trời luôn. Mới biết lựa chanh các bạn. Đó là các bạn lựa cái nào mà nó mềm á. Nó mềm thì nó rất là nhiều nước, cái lại dễ bóp. Cái da mà nó bóng không có bị sần sùi nhiều mà nó mềm á khi mà mình bóp á. Chị bóp thêm miếng chanh vô đó. Chua chua ngon hơn hẳn các bạn. My other cheese. Trời ơi. Cái đó là con mình đó thôi các bạn. Tha mẹ không thích. Tha mẹ không thích nó ăn phô mai. I got the whole cheese. Cái này là nó tự lựa đó. It's flags. Cái này chỉ có cho một mình nó thôi. Chị thầm mình không thích. This is flags. Mommy, this is flags. It's blowing in the sky. Nó kêu đó là lá cờ. Thêm miếng ớt. Cái này là chua chua cay cay. Để cái này lên miệng rồi, nó không bị đổ các bạn. Tao rồi, con nói làm people đâu, people xong chưa? Nãy giờ không cho cô chú coi hả? I cannot make the people. Không biết làm. Look, there's different ones on this one. And look, there's banana peels on this one. Không làm banana nữa. I cannot make shape like a banana. Let me show you what can I make. Ok, con làm đi. Làm cho cô chú coi đi. Wow, ngon quá.
Đã quá các bạn luôn. Cho các bạn miếng nè. Two sticks. Ngon. Thiên Hạ ngon ngon quá. Ăn này ngon quá mà Thiên Hạ không thích ăn. Ổn à. Không? Đó, xem miếng này nữa là giống banana rồi. Là cây chuối đó các bạn. Không? Giống không? That is hair. Yeah. Yeah. Biết đâu đổi quanh nó kêu nhìn giống như là tóc. That is hair. Wait, how do you make a banana? Mommy? Ma? Yes? Look. You broke one part. Then that's how you make a banana. Broke one part. I'm going to eat the hair first. Huh? And then? Yummy hair. Mình mua một bịch cho nó các bạn. Bây giờ nó ăn đây nè. Nguyên bịch hình như ba cái gì. Let me show you candy. Ba cái miếng giống vậy. Cái này nó sẽ bỏ rồi, sẽ rồi thật hả? Nó ăn hết một miếng vậy nè. Hình như một cái này khoảng 5 cái gì đó. Nói chung nó mê cheese lắm các bạn ơi. Nó đi khoe đồ rồi đó. Khoe đồ mà nó lấy cho hai con mắm kia. Bây giờ chị Di ngày nào cũng ở đây hết các bạn. Từ cái bữa mà ở trong building bị bắn á, nó sợ. Nó không dám ở nhà một mình. Hồi đó sáng sớm là nó thức mà nó qua đây. I have this. Don't tell to you I have this and Tammy I don't. Don't tell Tammy and to you I have this. No, don't tell to you and Tammy. But where can I put this? And hide it somewhere. Nó đang nói cô chú đó. Nói là đừng có nói cho Tham Mì hết. Chứ chị Duy biết là nó có cái đó cho chị Tham Mì với chị Duy. Nó đi giấu mình. I will hide it right beside us. I'm just showing Duy my joy. Một hồi nữa mình sẽ gỡ miếng này ăn. And bây giờ ăn cái nào dễ ăn. Mommy is not gonna pick Gigi and Tammy up because they're going back home together. Mẹ kêu mẹ không có đi đón Tammy với chị Gigi đâu. Để Tammy với chị Gigi tự đi về. Đi bộ về. Ác không? Mình bị dính. Thôi kệ. Hey you. I eat the hair. Ngon quá. Ngon quá rồi. A dinosaur. Đâu dinosaur đâu. Ok. Nghĩa là ngay cái hình đó các bạn, người ta chỉ mình cách mình ấy luôn. Đây nè, nó có hình đằng sau cách mình giống như là làm giống như hồi nãy đó, nó kêu làm cây chuối này kia đó, họ chỉ mình.
Đây, mời các bạn miếng cuối cùng nè. Mình nghĩ cái này á, nướng than ngon không? Mình thì rất là mê than đó mà. Thích nướng than thì nó thơm á, thơm rất là ngon, nó thơm khác với mình nướng lò. Nên bản thân mê thì mê mê nướng nướng than hơn là nướng lò. Why don't you pick Gigi and Sammy up? I don't want to. You want to stay with me? Mm-hmm. So I don't get alone? Mm-hmm. Lấy một cái để nọ xong cho cô chú coi. Nó kêu con muốn cho cô chú coi tất cả mọi thứ mà nó có luôn. I'm gonna eat this too. I know how to open this. Giỏi hả? And look, I got a different one. Okay. With banana and cherry. Or watermelon. Mm-hmm. I think this is one. This looks like cheese. Mình đang coi coi các bạn. Tại vì nó có vị khác nhau, cũng là trong này, nhưng mà có điều nó thấy màu màu vàng với màu xanh, nó kêu màu vàng là chuối, còn màu xanh là nó kêu là cherry hoặc là dưa hấu. So what is it? Ăn thử ra. Mami đã ăn rồi mà. Taste it, mommy. My taste it. It is like a blood, a nè, big. Con ăn bên này. Nó dính răng các bạn. Nè, màu đỏ ngay đây luôn. Kẹo á. I'm itchy. Mày nhả rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Cái này mình đã đổi cái đèn khác rồi, không biết có đỡ hơn không. Các bạn góp ý cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi đón hai con mắm lớn đây. Hẹn gặp các bạn video tới nhé. Bye bye, bye, bye.